Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một món là hạt trân châu đen. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử nghiệm cái cách làm đầu tiên. Đó là mình không sử dụng bột cacao bị như bình thường các bạn làm, mà mình sử dụng bằng nước đỗ đen. Thì mình không biết là ra cái sản phẩm như thế nào, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên mình thử nghiệm. Nên là mình làm cho các bạn xem nhé. Nếu như mình làm mà cảm thấy mà mình áp dụng mà ngon thì các bạn hãy làm theo cách của mình nhé, vừa rất là ngon và hay nữa là vừa an toàn nhé, sử dụng bằng nước đỗ đen rất là tốt. Đó, bây giờ mình bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sử dụng ở đây là bột năng này, đường này và bột rau câu con cá dẹo. Thì bây giờ mình sẽ cho đường vào trong cái tô bột năng nhé. Sau đó mình sử dụng một con rau câu này cho vào. Thường thường thì khoảng từng này thì mình cho khoảng tầm nửa nửa gói 50 5 đến 6 gram cái bột rau câu này thôi nhé. Chúng ta không cho nhiều. Chúng ta cho khoảng tầm nửa thôi. Chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước đỗ đen đang đun sôi nhé. Nghĩa là mình đun nước đỗ đen sôi và mình ninh được cái ra nước chất đen rồi thì mình sẽ sử dụng. Là các bạn, mình sử dụng cái nước đỗ đen đang đun sôi nhé, mình đang đun lên bếp sôi nên là mình đây, nước đỗ đen đây. Đây các bạn xem đỗ đen đây. Đây mình sẽ chắc cái nước thôi nhé, chúng ta chắc cái nước, chúng ta sử dụng làm cái nước để chúng ta hòa bột. Còn bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nước đỗ đen chúng ta hòa bột nhé. Các bạn nên cho những cái nước đỗ đen này vào từ từ nhé, không cho vào liền một lúc nhé, để mình căn được đồn nước của bột nó không bị ướt quá, cũng không không bị ướt quá, nhão quá. Đây hôm nay lần đầu tiên mình thử nghiệm làm kia bằng nước đỗ đen đây. Không biết là nó ra có ra màu đen hay không, hay ra màu gì nhỉ? Khi mà chúng ta đổ nước đến vừa vừa thì chúng ta phải dùng bằng tay để chúng ta nhào bột nhé. Mình lấy thêm một ít nước nữa. Bây giờ mình sẽ nhào bằng tay nhé.
Bây giờ mình sử dụng cái mâm để mình nhào bột cho nó dễ nhé. Giờ mình nhào bột. Thực ra cái kia làm hẳn như món bánh này thì món hẳn như rau thì cái khâu nhào bột là khâu quan trọng nhất đấy. Chúng ta nhào được bột nó dẻo, nó mịn thì cái hạt là chân cho mình lên sẽ xanh ngon. Bột mình mới nhào được, bây giờ mình sẽ vắt vắt hạt chân châu nhé. Các bạn vắt những cái viên nhỏ nhỏ thì nó sẽ xinh hơn, đẹp hơn nhé. Còn vắt to thì nó không được đẹp bằng. Đây các bạn nhá, cái chân trâu mình đã vắt xong nhá, bây giờ mình sẽ đưa đi luộc chân trâu nhá. Đây, chân trâu của mình màu đen đẹp chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc nhá. Đây mình sử dụng một nồi nước đun sôi nhá, khi nước đã sôi thì mình sẽ thả chân trâu vào. Đây mình sẽ ăn trâu vào. Trong quá trình chân trâu đang sôi thì mình sẽ lấy đũa để mình đảo qua. Và hai nữa là khi mà chân trâu đã sôi và nó nổi lên á thì mình sẽ đun tầm khoảng tầm 2 đến 3 phút thì mình sẽ tắt bếp và mình om chân trâu khoảng tầm 5 đến 10 phút là chúng ta sẽ dùng được. Đây các bạn nhé, mình phải đảo cái chân trâu đi và nó chân trâu nó có dính vào nhau á. Đây các bạn nhá, chân trâu mình để sôi nhá và bắt đầu nó nổi lên nhá. Thì mình đun khoảng tầm 2 đến 3 phút nữa cho chân trâu nó chín. Vì mình vừa sôi thì mới nó mới chín cái lớp vỏ bên ngoài thôi nhá. Thì bây giờ mình sẽ đun tiếp. Đây các bạn nhá, chân trâu của mình đã sôi tầm 2 đến 3 phút nhá. Đây. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ om khoảng tầm 5 đến 10 phút nhá. Đây các bạn nhá, chân trâu của mình khi mà mình sôi khoảng tầm 2 đến 3 phút thì mình tắt bếp và mình om là 5 đến 10 phút thì bây giờ đã được nhá. Đây các bạn nhìn đây, chân trâu rất là đẹp này. Bây giờ mình sẽ dùng sử dụng một tô nước lạnh nhá, mình sẽ vớt vào qua cái tô nước lạnh này. Rất là đẹp nhá. Không khác gì mình làm các bạn làm bột cacao đâu nhé. Đó. Mình sử dụng cái đỗ đen này cũng được, mình làm rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Đây mình sẽ vớt ra đĩa nhé.
xem nha, rất là bóng nhé. Các bạn những cuốn chè nào mà các bạn làm chè đỗ đen thì các bạn tận dụng cái đỗ đen mình làm cái hạt trân châu này cũng được mà. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé. Các bạn xem đi, rất là đẹp mắt này. Đó, bóng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tạo cái lớp áo cho cái bột chân cho ở hạt bên trong này nhé. Chúng ta là sử dụng 1 đến 2 thìa đường. Chúng ta sử dụng 1 đến 2 thìa đường chúng ta rắc lên. Và chúng ta trộn đều nhé. Trộn đều cái đường với hạt trân châu này. Các bạn có thể lấy đường đen cũng được, đường đỏ, đường nào cũng được nhé. Mình lấy đường trắng. Trân châu mình rất là bóng nhé. Các bạn nha, đây trên trong mình đã ngấm đường khoảng tầm 2 đến 3 phút nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng để làm các cái món yêu thích của mình nhé. Đây mình cho vào cốc nhé, những cái hạt trân châu đen nhé. Các bạn nhé. Rồi mình dùng một cái đây một hộp sữa tươi. Các bạn nhé, mình đổ hộp sữa tươi vào. Bây giờ mình đã có một cốc sữa tươi trân châu đen nhé. Rất là ngon nhé. Và mình làm thêm một món nữa đó.